Bây giờ tiếp sẽ hướng dẫn các anh chị em mới lên mục tiêu của ngày hôm nay. Thì chúng ta đã biết tại sao chúng ta cần phải lên mục tiêu đúng không ạ? Lên mục tiêu giúp cho chúng ta định hướng được xem là chúng ta phải làm gì trong cuộc đời này, chúng ta phải làm gì trong trong những năm tiếp theo và trong những tháng, trong những ngày tiếp theo để chúng ta có một cuộc sống, có một cái mục tiêu để chúng ta phấn đấu để có một cuộc sống tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Thì trước khi lên mục tiêu thì Tuyết xin lưu ý với mọi người là các anh chị em chuẩn bị cho Tuyết một tờ giấy hoặc một quyển vở và một cây bút để chúng ta có thể lên mục tiêu của mình vào trong viết vào trong tờ giấy hay quyển vở đấy, để chúng ta có cái mục tiêu rõ ràng và chúng ta viết vào như thế. Thì một lần viết là một lần chúng ta ghi nhớ. Người ta thường nói là một cái đầu thông minh thì cũng không bằng một cái bút chì cùn. Thì các anh chị em hãy chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết như thế để chúng ta lên mục tiêu. Và sau khi lên mục tiêu thì chúng ta, khi lên mục tiêu thì chúng ta lên từ 3 đến 5 mục tiêu, từ 3 đến 5 cái việc chính, việc cơ bản nhất ở trong cái công việc mình làm. Và mục tiêu ở đây là xoay quanh công việc của BCA. Thì chúng ta lên 3 đến 5 mục tiêu, và mục tiêu quan trọng thì chúng ta lên đầu tiên. Và trong ngày chúng ta phải để ý đến nó, phải nghĩ về nó và có những cái cách làm, những cái việc làm nào để chúng ta đạt cái mục tiêu đó tốt nhất. Và cuối ngày thì chúng ta tổng kết, chúng ta phải xem lại xem những mục tiêu đó chúng ta đã làm được chưa, chúng ta đã làm tốt những mục tiêu nào rồi, được bao nhiêu phần trăm rồi, và còn những mục tiêu nào mà chưa xong, chưa hoàn thành ấy, thì chúng ta phải cố gắng hoàn thành ở trong ngày. Vì việc hôm nay chớ để đến ngày mai. Nếu việc hôm nay các bạn mà để đến ngày mai thì đến mai thì chúng ta lại để đến ngày hôm kia, và dần dần như thế sẽ tạo cho chúng ta một cái thói quen không tốt. Và trong một cuộc đời của chúng ta, trong mỗi người chúng ta thì thường thường có, chúng ta phải có 3 mục tiêu. Đó là mục tiêu dài hạn, mục tiêu trung hạn và mục tiêu ngắn hạn. Đấy, mục tiêu dài hạn là mục tiêu của cả cuộc đời chúng ta. Và như ngày xưa là cả cuộc đời, nhưng mà ngày nay do thời kỳ công nghệ 4.0 rất là hiện đại rồi, rút ngắn thời gian lại cho chúng ta. Mục tiêu dài hạn có thể là 5 năm, 10 năm. Và có thể là có những người, có những anh chị em giỏi thì có thể là còn ngắn hơn nữa. Thì đó là mục tiêu dài hạn của chúng ta, là trong cuộc đời này hay trong những cái năm đấy thì chúng ta phấn đấu đạt được những gì cho chúng ta. Và để đạt được mục tiêu dài hạn thì chúng ta phải đạt được mục tiêu trung hạn. Mục tiêu trung hạn có thể là 1 năm, có thể là 2 năm, có thể là 3 năm. Và để đạt được mục tiêu trung hạn thì chúng ta, cái điều mà chúng ta cần làm nhất đó là chúng ta phải hoàn thành mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu ngắn hạn là mục tiêu hàng ngày chúng ta lên, hàng tuần chúng ta lên và hàng tháng chúng ta lên. Đó là mục tiêu ngắn hạn. Vậy thì khi lên mục tiêu của hàng ngày thì chúng ta cần bám theo cái nguyên tắc nào để chúng ta lên? Thì đó là chúng ta cần bám theo nguyên tắc SMART. Đây là nguyên tắc thông minh mà chúng ta cần bám vào để chúng ta lên cho chính xác. Nguyên tắc SMART này có 5 chữ cái. Chữ cái thứ nhất là chữ cái S. S tức là mục tiêu của chúng ta lên phải cụ thể, rõ ràng. Mục tiêu phải gắn liền với cái phương tiện của mình chọn. Ví dụ các bạn vào BCA thì mục tiêu là có thu nhập 10 triệu, 20 triệu hay 30 triệu một tháng. Rồi chúng ta vào BCA, mục tiêu của chúng ta phấn đấu là đạt 1 sao, 2 sao, 3 sao trong bao nhiêu tháng. Đó là mục tiêu ngắn hạn. Chữ thứ hai, chữ M là mục tiêu của chúng ta phải đo lường được. Đấy, ví dụ chúng ta vào BCA 1 năm, 2 năm, 3 năm, chúng ta phấn đấu, ví dụ chúng ta vào BCA 1 năm, chúng ta phấn đấu được lên đại lý 3 sao, hoặc là phấn đấu được lên đại lý chi nhánh. Đấy, hoặc là 2 năm chúng ta phấn đấu lên tổng đại lý chẳng hạn. Đó là mục tiêu chúng ta phải đo lường được. Và mục tiêu thứ ba, chữ thứ ba đó là chữ A. Chữ A là mục tiêu phải mang tính khả thi. Mang tính khả thi có nghĩa là gì? Mục tiêu chúng ta mà cao hơn khả năng thực hiện của chúng ta, mà cao quá, mục tiêu mà cao quá so với khả năng thực hiện của chúng ta. Ví dụ mới vào BCA thôi, chưa biết một cái kinh nghiệm gì, chưa có kiến thức gì mà chúng ta phấn đấu là tháng này chúng ta phải lên 3 sao. Nếu như chúng ta không thực hiện được thì chúng ta sẽ làm cho chúng ta sẽ mất đi cái năng lượng, mất đi cái nhiệt huyết và làm cho chúng ta dễ hụt hẫng và dễ bỏ cuộc. Đấy, và mục tiêu nếu như thấp quá thì không phát huy được cái khả năng của chúng ta. Cho nên là mục tiêu này chúng ta nên phấn đấu, nên đặt mục tiêu cao hơn với cái khả năng mà bình thường mình có thể đạt được. Thì chúng ta đạt được rồi thì chúng ta sẽ phấn đấu để chúng ta hoàn thành tiếp các cái mục tiêu khác nữa. Và cái thứ tư đó là mục tiêu phải mang tính thực tế. Mang tính thực tế ở đây có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta hát không hay mà chúng ta lại đăng ký đi thi làm ca sĩ thì cái này là hơi là không thực tế, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là một con cá thì chỉ bơi dưới nước giỏi thôi, nhưng mà lại bắt leo cây thì cái đó là cũng không có tính thực tế thế nào hết. Cho nên là mục tiêu cần phải có tính thực tế với bản thân của chúng ta nữa. Và
Chữ cuối cùng đó là chữ T, là mục tiêu của chúng ta. Khi chúng ta đặt ra thì phải có tính kỳ hạn. Đấy, mục tiêu đưa ra phải gắn liền với thời gian. Không có thời gian thì giống như một cuộc hẹn mà chúng ta hẹn mà không có ngày tháng thì không biết đâu mà lần, không biết đâu mà chờ, không biết đâu mà đến, đến ngày nào tháng nào cả. Và khi đã lên mục tiêu thì chúng ta bám sát vào công thức SMART này để chúng ta lên mục tiêu. Và chúng ta cần bám sát rồi, chúng ta cần bám đuổi mục tiêu liên tục để chúng ta hoàn thành mục tiêu đấy. Hôm nay bạn hoàn thành mục tiêu, ngày mai hoàn thành mục tiêu, và tuần này hoàn thành mục tiêu, rồi tuần sau hoàn thành mục tiêu, thì trong tháng các bạn sẽ, các anh chị em sẽ hoàn thành mục tiêu. Hoàn thành mục tiêu tháng thì chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu của nhiều tháng, và hoàn thành mục tiêu năm, rồi mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu của cả cuộc đời. Đấy, chúng ta nếu như chúng ta mà không làm nghiêm túc thì chúng ta không thể thực hiện được mục tiêu của hàng ngàn của ngày. Và chúng ta nếu như không có kỷ luật thì chúng ta không thực hiện được mục tiêu tháng. Và chúng ta không cam kết thì chúng ta sẽ không thực hiện cái mục tiêu tiếp theo dài hạn của chúng ta. Vậy thì vào BCA thì việc của anh chị em chúng ta là gì? Việc của anh chị em chúng ta là chúng ta vào BCA với mục đích là tuyển dụng và bán hàng. Đấy, hai công việc đấy. Vậy thì mục tiêu của chúng ta cần phải lên mục tiêu cho mỗi ngày như thế nào? Chúng ta cần phải nắm rõ cái sơ đồ trả thưởng một sao thì là phải đạt được những gì, và chúng ta cần phải những nguồn lực gì để chúng ta lên mục tiêu, để chúng ta làm để chúng ta đạt được điều đó, hoặc là 2 sao 3 sao cũng thế. Thì đây là cái phần mà Tuyết hướng dẫn các anh chị em mới lên mục tiêu trong ngày của chúng ta. Thì bây giờ xin mời các anh chị em lên mục tiêu, và cái phần quan trọng nhất là cái phần các anh chị em lên mục tiêu và điền vào khung chat. Đây là phần quan trọng nhất. Khi các anh chị em điền mục tiêu vào khung chat đây thì đồng đội của chúng ta thấy và leader của chúng ta thấy để có cách hỗ trợ chúng ta một cách tuyệt vời hơn, tốt hơn để chúng ta hoàn thành mục tiêu trong ngày của mình. Thì xin mời các anh chị em đặt mục tiêu, lên mục tiêu vào trong khung chat này để mọi người cùng thấy. Và khi lên mục tiêu, các anh chị em không được lên, không nên lên chung chung mà phải lên bằng những con số rõ ràng. Ví dụ hôm nay, sáng nay gọi chia sẻ về sản phẩm Vili, hoặc là sáng nay gọi 5 người để chia sẻ về mô hình kinh doanh BCA. Đấy, các anh chị em phải ghi mục tiêu thật là rõ ràng bằng những con số, hoặc là làm video, hoặc là làm video về chương trình gì, về sản phẩm gì, thì các anh chị em ghi rõ ràng ra và chúng ta cố gắng thực hiện tốt các mục tiêu đấy. Thì Tuyết thấy là rất ít anh chị em đang lên mục tiêu ạ, hay chắc là các anh chị em đang ghi, đang còn ghi. Thì Tuyết thấy đây có Bùi ai đây, trôi mất rồi. Đấy, tôi thấy có hai ba người đang lên mục tiêu rồi. Thì xin mời các anh chị em tiếp tục lên mục tiêu vào trong khung chat để đồng đội của mình cùng biết. Và phần lên mục tiêu của Tuyết thì đến đây cũng đã hết rồi. Thì xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã lắng nghe phần lên mục tiêu của Tuyết. Và tiếp theo đây xin giới thiệu MC, chắc là Lê Sự. Lê Sự hay ai nhỉ? Xin giới thiệu phần tiếp theo của chương trình chúng ta. Tôi xin hết ạ.